Cái cảnh đây anh khắp thạch nổi. Cảnh đây anh ngồi anh ú dục khắp thạch. À, tôi nói là thật sự quý vị, tôi nói cái gì, sẽ nói cái sách mắt cái. Anh lên xin tiền nó khắp thạch hết chứ. Em biết không có nên like đi thỉnh cầu mọi người không? Tại vì sau này ra đường ta... Anh lên like anh xin tiền anh khắp thạch. Tiền của cộng đồng anh giống như là tiền của cô Tố anh đỡ lại đó. Bây giờ anh lên anh lấy không có là anh ngoài anh khóc. Đúng không? Tôi nói thật sự quý vị, tôi đi ra đường cũng vậy. Để những người nào mà họ bán vé số đó, mà giả sử họ cận giờ mà họ bán không hết, họ đàng hoàng tử tế, họ đừng có dùng bất kỳ cái chiêu trò gì thì tôi mua. Còn mà họ dùng cái chiêu trò mà quỳ lạy tất cả mọi cái là tôi không có. Nhiều lắm, tôi gặp nhiều lắm. Cứ lần đến cận giờ, những con người đó, giả sử họ vô tình thì một hai lần thôi quý vị. Giả sử đúng giờ mà họ bán không được, là mình gặp họ với một lần và một lần duy nhất thôi thì được. Đằng này họ dùng chiêu trò. Họ dùng chiêu trò. Cứ đúng giờ đó là một là cầm vừa chạy vừa khóc. Để mà lấy sự thương hại của người ta, bán cho được nhiều. À, thứ hai nữa là quỳ giữa đường đó rồi lại. Nhiều lúc thật sự quý vị, có người họ chơi lì nữa. Đó, xe mà chạy qua bắt đầu họ cái như họ rỉ xe lại bán cho bằng được. Đó, năng nỉ. Chơi kỳ, chơi nhiều cái kỳ. Mà thà một hai lần thì thật sự mình có thể chấp nhận được. Mà tôi nói cũng tuyến đường đó, cũng là khuôn mặt thân quen đó. Mà ngày nào cũng như ngày đó. Mình thì mình biết họ chứ họ không có biết mình. Cho mình đi ngang quỳ lạy như vậy, nhiều người họ mua mà nhiều lúc họ còn cho thêm tiền. Nhưng mà thật sự đó là mình, thật sự mình đang tạo điều kiện cho những con người này họ tồn tại. Tâm lý giả sử như mình ngày đầu tiên mình bán không hết thì bữa sau mình lấy ít lại. Đúng không? Mình lấy ít lại mình bán hết liền hả vậy? Nhưng mà thật sự đây là cái bài của họ, cái chiêu của họ. Chứ không phải họ không biết cái chiêu của họ. Cái chiêu của họ là chịu đó. À, mình có thể mình biết thì mình tránh. Chứ còn gặp mấy người mà thật sự nhẹ dạ cả tin ấy. Anh hỏi còn bao nhiêu lấy hết bao nhiêu đó rồi lấy hết rồi họ cũng có cọc trong túi này vậy đó. Do là tôi bị rồi cho nên tôi mới biết, tôi bị rồi nên kinh nghiệm mới có. Đang đi ngon lành bắt đầu qua cái chỗ đèn đỏ mình mới dừng xe lại một cái, bắt đầu là coi như là họ tới họ đập cửa họ khóc, bắt đầu là mình mua, bắt đầu là mua cho hết. Thật sự quý vị, 4:30 sổ số rồi mà 4:15 là họ thấy họ còn cầm một lốc ri mà ai chẳng thương. À, vừa lấy xong bắt đầu là cái chân là trả tiền ngon lành còn cho thêm nè. Bắt đầu mình chạy một vòng, bắt đầu là có công việc, bữa đó có công việc đột xuất buộc phải chạy lại, chạy ngược lại cái con đường đó. Rồi mình xử lý xong việc bắt đầu là mình quay ngược lại là vẫn thấy họ ngoài đó nữa. Mình hạ cửa xuống mình hỏi, ủa mới mua hết rồi sao giờ còn ngồi đấy? Đó giờ là họ biết là nhìn nhận ra người quen rồi bỏ chạy mà chạy cá cờ luôn đó vậy. Từ đó thôi mấy kèo này em không dám chơi nữa, chơi lỗ quá. Chơi mà mấy anh mấy chị cứ là cái lợi dụng lòng tốt của người ta, bắt đầu là các anh các chị lừa thế nào là thua. Trên cảnh tê đó quý vị, nó nắm được cái tâm lý như vậy. Nó nắm được tâm lý cứ lên càng khắp nhiều là càng có tiền thôi. À, người này không cho thì người khác cho thôi. Trời ơi, lên xin tiền khắp quá trời luôn quý vị. Anh ngồi mà anh ngồi cái chùm hẩm đó cứ hỉ anh rỉ đó, anh khóc cho ra tiếng. Nó đã khóc là thật sự quý vị. Cái khóc mà cái giá tạo là biết liền ha. Ráng anh rỉ mà thật sự có ra tiếng nào đâu, giọt nước mắt có đâu. Nếu mà một người mà họ tuổi thân thật sự đó, họ không cần khóc, họ không cần ra tiếng luôn. Khóc không thành lời đó quý vị, mà nước mắt cứ chảy. Đó là những người đó thì thật sự có thể tin được. Còn như cái anh cảnh tê lên cái rỉ ráng rặn cho khóc ra một câu, rặn cho được cái tiếng khóc ở đó. Nhìn thấy mặt Trung Quốc à, cái
cái bản mạch, cái cảm xúc của bản mạch nó không có có gọi là nó phản lại cái tiếng khóc của anh. Cái mạch một đường mà cái gọi là cái khớp một nẻo nó không có khớp. Đó. Ở trong nơi kèn nẻo quá vậy. Nó đâu có khớp đâu. Biết là anh diễn liền. Bà con nó vô xem, bà con vô xem cảnh tê. Cái thước phim mà nó ngồi nó rỉ nó xin tiền đó. Cái xem nhìn cái mặt của ảnh mà nghe tiếng khóc thấy chất quốc nó không có khớp. Cái con người mà thật sự người ta mà có một cảm xúc là nó thật sự là nó nội tâm dở sợ lắm. Trời ơi, cái mặt sao mà cái hành động ý xì vậy thôi, nó khớp từng ly từng tí vậy. Nó còn lừa lừa đảo đảo nhìn vô cái chặt lắc đi lên mà anh xin mà anh khóc đó. Trời đất thánh thật thiên địa, bao nhiêu người cũng chết vì cái khóc này quý vị. Khán giả của ảnh mà bây giờ nó thật sự cũng trở thành một trong những khán giả mà thân quen của tôi luôn. Từ lúc mà tôi chưa lên lật mặt anh Cảnh Tê này nè, là nhiều người khán giả của ảnh là tức ảnh là cái thật sự là lộn gan trên đầu luôn. Mới đầu khi mà cái như là biết kênh tôi là lật mặt, bắt đầu người ta qua mét hết trơn. Qua mét hết trơn. Bao nhiêu câu chuyện, chiến tiền bao nhiêu lần. Đó rồi chiến xong rồi đóng góp ý kiến rồi cái nhân là bị làm sao là chuyện bao nhiêu nick cũng bị. Chỉ cần mà hỏi mà trái ý cái người ta lóc, lấy nick khác vô comment trái ý cũng lóc. Lóc hết. Nó khổ chỗ đó. Chứ có nhiều bà con thật sự có nhiều bà con mới khán giả mới của anh Tê vào không biết Cảnh Tê đang biệt cái gì. Chỉ biết là lên vô nó là xem phim ma thôi. Chứ không biết là phim ma đó nó dàn dựng. Mà khán giả mới của Cảnh Tê là thật sự quý vị là chết là bây giờ cũng có rất nhiều người chết. Họ đâu có nghĩ là vấn đề như vậy. Họ nghĩ rằng bây giờ YouTube nào cũng YouTube. Bây giờ vô xem thì thật sự người ta xin thì mình cho thôi. Chứ đâu có gọi là cho người ta thì thật sự quý vị 20-30 ngàn, 50-70 ngàn ở đâu có nghèo đi, đúng không? Nhưng mà thật sự bà con nên nhớ rằng không phải một mình quý vị cho, mà kể như là trên một đường like có rất nhiều người cho. Cảnh Tê là đang lấy số đông để mà thật sự đó nó vỗ béo cho một mình nó. Với thật sự tôi nói là 10 người mà cho cần người 50 ngàn, 10 người được 500 ngàn rồi. Mà 500 ngàn thật sự bây giờ đó là cái lương kỹ sư đó, một ngày nó làm thật sự chưa tới 500 ngàn. Lương kỹ sư mới ra trường thật sự một tháng còn tầm 10 mấy triệu, 12-13 triệu, bao ăn rào sẵn hết, nhà cửa tự túc, xăng xe thật sự có giới hạn đó. Tháng cấp bao nhiêu tiền xăng tùy theo đi công tác hay không. Cho nên Cảnh Tê thật sự nó lên nó nói là nó không học hành, không học qua nổi lớp 1 luôn, mà một ngày nó làm cả tiền triệu. Cho nên mấy ông lính tôi hỏi, bây giờ em hỏi anh bây giờ có cái gì mà thật sự không làm có anh không? Nói bây giờ có làm lợn, có làm con heo là không làm có anh không? Có người ta mang đến tận nơi người ta ăn luôn, mà thậm chí là không ăn người ta còn buồn nữa. Chỉ có con heo là con sướng nhất, mà cuối đời của con heo là thật sự quý vị cũng là tan xương nát thịt. Đó ha. Con heo là thật sự không cần đi làm mà vẫn có ăn, mà con heo không ăn là người ta buồn nữa. Không ăn là thật sự phải gọi thú y, gọi thú y tới mà thật sự thăm khám. Còn nếu thú y mà không thăm khám nổi thì gọi mấy ông gọi là lò mổ. Trời đất, Cảnh Tê là đang sống cái kiểu thật sự không muốn làm mà có ăn. Không muốn làm có ăn thì thật sự phải là trở thành con lợn. Trời đất, bây giờ hôm nay tôi mới biết chiều cao của ảnh. Ảnh là cao 1m71. Nó nói là nó cao 1m71. Mà cái tướng bà con nghĩ đi, cái một con người mà cao khoảng tầm 1m7 trở lên thì nó thật sự nhìn cái Cảnh Tê tướng cũng hoành đã tràn, đúng không? Tướng cũng hoành đã tràn chứ. Tôi nói tướng đây là đi phụ hồ dễ gì mà thật sự thua người ta, không hơn thôi dễ gì mà thua. Mà bây giờ bảo Cảnh Tê đó, bây giờ em khổ vậy thì em đi phụ hồ đi. Đó, em tìm một công việc gì mà thật sự có thu nhập ổn định em đi làm đi.
nó không có chịu, nó dậy nảy liền à. Thậm chí mà khuyên một lần thôi, lần hai nó chữ lên bờ xuống ruộng, khuyên lần hai là nó chữ đấy. Chứ cái điều mà thật sự tôi cảm thấy rằng có một số bà con là thật sự mình dùng cái tình thương mình không đúng chỗ. Một con người mà thật sự như cảnh tê là cao tới 1m71 như vậy, cái tướng như vậy là sức khỏe, tôi nói quý vị là phải là chỉ có là trâu chọi đồ sơn phải thua không? Vậy mà không đi lao động, mình thu nhập này không có thì mình tìm cái việc khác mình thu nhập. Xã hội bây giờ thiếu cha gì việc kiếm tiền quá vậy, phải không? Bây giờ nhìn đâu cũng thấy có tiền hết trơn, nhìn đâu cũng thấy là kiếm tiền được, cái vấn đề kiếm nhiều kiếm ít. Nhưng nếu bây giờ cái cuộc sống mà bảo rằng cần đủ ăn đó, là tôi nghĩ rằng cái như là không cần phải suy nghĩ. Với cái thời kỳ bây giờ không cần phải suy nghĩ, nhìn ở đâu cũng thấy có tiền hết trơn. Anh thì ngày cao lắm 100 bạc là anh lòi bắn hỏng anh không hết. Nhưng mà một ngày làm 100 ngàn là chuyện bình thường. Mà tại sao cảnh tê nó bảo rằng trời ơi em bây giờ em làm không có đủ ăn luôn. Không có đủ ăn là do em ăn mà bào ngư di cá thì ông nội đó anh còn không dám ăn để mà cá nhân là em. Anh toàn là cái là những cái đồ đặc độc không. Anh toàn là yến xào, anh còn bào ngư di cá không thì thật sự sao mà đủ ăn được. Đó, một lần nó lên đường lai như thời gian trước, một lần nó lên đường lai được mấy trăm ngàn đó. Có người họ chuyển đâu phải là 5-70 như tôi nói, có người họ chuyển là 500, 300, có người họ chuyển triệu, có người họ chuyển bắt đầu là vừa chuyển xong 300. Anh bảo rằng không có tiền để mà thay nhớt thay đồ, người ta chuyển thêm cho 300 nữa. Đó là người ta chuyển trong cái gọi là cái âm thầm lặng lẽ mà chỉ có những người trong cuộc họ mới thí thú với nhau để mà biết với nhau đó. Chứ còn khi mà cảnh tê lên sinh như vậy thì đâu phải là một người chuyển. Đúng không? Vì tâm lý thật sự quý vị, khi quý vị đã thương rồi đó, khi quý vị đã thương rồi đó thì nó thật sự là chuyển thôi, nghe nó nói là chuyển thôi. Mà chỉ cần là 10 người thương trong vòng một đêm là cảnh tê, đêm đó là gọi là anh bầu ngư như cá, anh sạch tới mũi luôn không phát tiện. Đó là một trong những cái chiêu trò mà cảnh tê nó gọi là tồn tại trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Mà không chịu đổi nghề mà cứ lên không gian mạng thăng thăng khổ thì thật sự quý vị, cuộc sống của mình có ai mà nuôi mình cả đời đâu, thậm chí cha mẹ cũng không thể nuôi mình cả đời được. Cha mẹ cho mình hình hài, cho mình một cái nghề là hạnh phúc rồi, đúng không? Mà cha mẹ đâu phải lột da sống đời thì mình cũng phải tự lập chứ. Bây giờ thật sự lúc nào anh cũng lên anh than, anh khổ, anh cực, mà nhìn anh có cực có khổ gì đâu. Anh khổ anh cực có nghĩa là anh phải đi lao động. Nếu còn anh khổ anh cực mà anh cứ nằm miết ở nhà, cái dính cái mỏ lên, cái thật sự anh chờ giống hả mỏ chờ sung. Ông nội không cực mới lạ chứ. Tôi nói quý vị, mà tôi ngước lên trời tôi nhìn một đoạn khoảng là 3 phút là nó mỏi cổ chất ông nậu luôn. Mà cảnh tê ngày nào cũng há mỏ anh trời chờ sung rụng, không cực mới lạ, cực lắm đó. Tôi nói cũng mỏi cổ, cũng là dê kêu đâu có vậy, ngồi mà dính mỏ anh trời cũng mỏi cổ. Tôi mỗi lần mà nó mỏi cổ đấy, mình ngồi mình làm việc nhiều lúc mỏi cổ mình cũng ráng mà ngứa lên trần mình nhìn. Mà nhìn thật sự có vậy, nhiều lúc sung không có mà sợ má ông thạch sùng đó. Ông rớt lỡ dở, rớt trong mỏ luôn mất công. Có 30 phút mà thật sự sợ chết bà nậu luôn. Vậy mà cảnh tê thật sự quý vị, cái ngày nào cũng há mỏ chờ sung, trời đất thánh thật. Không cực sao được quý vị. Ngày nào cũng chờ người ta, gọi là chờ người ta mang tới tặng, chờ người ta mang tới cúng thì thật sự. Tôi nói còn lâu lắm cảnh tê cái kèo này, thật sự anh nói em còn lâu lắm. Em mà không bỏ thật sự cái hàng đêm anh lên, cái anh cứ âm tụng như vậy đó. Trước sau em cũng phải có những cái kết thôi. Trời đất thánh thần, đi sân ma gì mà sợ tiếng động quá vậy? Đi sân ma là mình nghe tiếng động là mình khuấy, thấy không? Mình đi tìm ma mà nghe tiếng động là bỏ chạy thì thật sự lúc nào mà bắt được con ma. Mà bà con vẫn tự tin là cảnh tê nó đi sân ma. Trời đất thánh thần, vô coi mà coi còn coi như là
Có nhiều người đỡ lại những comment mà thấy thương dở sợ luôn. À, xem mà cái như là hết hồn, xem mà đổ mồ hôi hột luôn. À, tôi nói cái chi đó, thật sự may đó, mới đổ mồ hôi hột là đỡ đó. À, còn nó là xem ma của cảnh tê mà cái đổ mồ hôi trắng ráng cái mồ hôi chi đó là tôi cũng hơi bị nhức nách đó. Đấy không? À, xem phim ảnh là áp lực lắm, xem phim ảnh là phải trả tiền thôi. À, thì phải đổ mồ hôi trắng ráng cái mồ hôi chỗ nào đó là thật sự mới có tiền chứ, ở đâu mà tiền ở đâu ra, cũng làm chết bà luôn chứ. Đúng không vậy? Xem phim cảnh tê áp lực mà thật sự xem miết rồi hỏi. Tôi hỏi bao nhiêu khán giả cảnh tê mà qua bên kênh của tôi rồi. À, hỏi từ trước thì thấy cảnh tê nó bắt được con ma nào chưa? Nó chưa, chị thấy là nó gọi là cái máy rà đó. À, thấy máy rà đó chị đâu có biết đâu. À, sau này qua kênh của em là em bảo là dùng phần mềm hiệu ứng hiệu đồi đó chị mới biết, chị đâu có biết. Chị tưởng mà là ma thật. Nó tưởng ma thật, nó trời đất thánh thần, nó nhiều người cũng chơi chị lắm rồi. Cái dùng phần mềm hiệu ứng bắt đầu anh vô và nó thật sự. Bà con hồi giờ không biết phần mềm là chi, không biết hiệu ứng là gì, cứ tin là cảnh tê nó rọi cả ma ha. Cứ tin cảnh tê rọi cả ma. Chứ bà con thật sự đâu có ngờ đâu quý vị. Đâu có học được chữ ngờ, đúng không? Đỡ cho nên là vấn đề. À, ngày xưa thấy cảnh tê là ghiền lắm, trời ơi, thích cảnh tê là hàng đêm lên livestream để mà săn ma, thậm chí bỏ một xu một cách cũng ok, cũng vui vẻ. À, mà từ ngày nghe kênh của tôi rồi tự nhiên thấy cảnh tê là người ta ghét. À, cái này là tôi nói thật, có rất nhiều bà con nói thẳng một câu vậy luôn. À, ngày xưa là em chưa lên đó nha, trời ơi, chị ghiền cảnh tê lắm. Hàng đêm mà không xem cảnh tê là không được, mà xem nó xin tiền chị chuyển cho nó chị vẫn vui. À, vì sao? Nó cực khổ. À, nhưng mà từ lúc em lên em nói rồi đó, mà chị xem là cảnh tê là thật sự chị thấy chị ghét. Nó lừa bả một khoảng thời gian quý vị, cứ đêm nào thật sự bả xem mà bả chẳng chuyển cho trăm. À, một tháng mà thật sự bả xem 30 ngày chuyển 3 triệu rồi. Đấy không? À, cứ bả chia sẻ thật là đêm nào chị vô xem mà chuyển trăm hết. Mà một tháng thật sự quý vị, cảnh tê nó siêng livestream đấy. À, chỉ cần một ngày nó livestream 3 lần là bả vô 3 lần mất mẹ 300 rồi. Bà này cũng là một trong những vị đó là kinh doanh bất động sản ở Sài Gòn. À, bà cũng là ấy lắm, cũng một trong những người cũng là có tiềm lực dữ lắm. Cho nên mới tin cảnh tê như vậy, cứ là vô xem chuyển trăm, vô xem chuyển trăm mà ngày nào bà cũng xem. Có nghĩa một tháng là bà dành cúng cho cảnh tê mất là 3 triệu. Nếu bà xem một lần. Nếu còn một tháng mà thật sự một ngày bà xem 3 lần thì một tháng bà phải mất 9 triệu như vậy. Đối với những cái nhân chứng sống như vậy, họ đã nói như vậy. Thì tôi nói thật sự quý vị, cảnh tê giống xin tiền ăn bầu ngư dây cá thôi, chứ thật cơm trắng chúng ta nó không ăn đâu. Cơm mà cơm dạng cơm mà cái như là cơm mà thịt kho quẹt cái cảnh tê nó không ăn đâu quý vị. Cảnh tê ăn toàn là bào ngư dưa cá mà hết tiền nó dễ chi. Tôi thì thật sự quý vị, cơm chi tôi ăn cũng được, dễ ăn. Nhưng mà kho quẹt mà thật sự làm tí thịt ba chỉ rồi kho với mắm ruốc đó, rồi nước đó bắt đầu là chấm với rau luộc, đấy là món ăn khoái khẩu. Nhưng mà đưa cảnh tê trời nó lắc đầu ngay ngại liền chứ dễ chi mà đây đấy. Nó dạng con cưng của cộng đồng, nó dạng con cưng của một số chỉ đại, một số mạnh thường quân đấy. Đó, tiền cảnh tê là tiêu xài là thật sự khủng khiếp lắm. Đường nào vô đường lai cũng xin hết trơn mà lúc nào cũng hô hết tiền. Tiền làm gì cho hết nhanh nữa. Không hút thuốc nè, không gái gú nè, không cờ bạc nè, không rượu chè nè, không nuôi cha mẹ nữa nè. Tôi hỏi tiền làm chi hết. Đấy. Tiền có đi sắm vàng thật sự quý vị, mà vàng phải là vàng ký mà hết được, cái dễ chi mà hết. Kênh của anh ngày xưa bán cũng được mấy trăm triệu, kênh mà kênh 300 sập rồi. Rồi làm chi hết tiền mà lúc nào bảo trời ơi em cần tiền có trả hiếu. À, người ta làm bây giờ có xe có nhà có vợ có con, bây giờ em chẳng có cái gì. Giấy đó, giấy mà tôi thật sự quý vị, có nhiều bà con linh tinh sái cổ luôn. Tin rồi thật sự qua hận tôi mới ghê. Tin cảnh tê rồi qua hận tôi. Nó bảo là
Tại sao nói cảnh tê? À, cảnh tê nó là một trong những người khổ như vậy, tại sao không giúp nó mà nói nó? Tôi đến đây là tôi giúp đó. À, mình nói đây mà giúp cảnh tê đó quý vị, để cho anh gọi là cho anh phá vỡ cái bức tường, gọi là bức tường mà để mà anh sinh của anh đi, để cho anh nhìn vào cái thực tế. Ngày nào cũng lên sinh tiền, cũng nói ngày nào lên sinh ai cũng như ông, tôi nói xã hội loạn đó. Vô bà con vô xem cho anh như thế là anh mang ơn bà con là nhiều lắm rồi, đến bày đặt còn đi xin điểu làm anh trước quốc vậy, bảo sao người ta không nói. Có một số bà con trời ơi, vô còn bảo rằng tôi ganh anh tức ở nữa. Tôi thật sự quý vị, bây giờ mà anh tôi còn không có thời gian anh nữa thì làm thì tôi ganh như nó rồi, thời gian đó tôi anh cho hết, thấy không? Anh là không có thời gian anh luôn. Trưa là dành khoảng là cỡ là 20 phút và tranh thủ mà anh rồi cũng lo nghỉ ngơi xíu, rồi chiều dậy bắt đầu là cũng là làm đủ thứ việc ABC, rồi tối giờ thật sự cũng tắm rửa xong bắt đầu là cũng là chăm sóc gia đình xíu, rồi cũng là tranh thủ là anh cũng lua vội, rồi cũng lên giao lưu với bà con. Nói cho thời gian anh thật sự có gì nhiều lúc còn không có, nhiều lúc là vừa nhai bánh mì với là vừa đi làm bình thường đó. Mình không có quan trọng, không có nặng nề gì cái anh đó. Mà nó là một cái ông gọi là ông chủ tịch, cho nó là một cái người mà gọi là giàu sang phú quý để mình ganh ăn tức ở với nó. Thế còn đằng này nó lên nó ăn xin, mình chuyển qua mình dạy nó lại cách sống, nó không trả học phí cho tôi là thật sự nó may mắn rồi, bảo là ganh ăn tức ở cũng ác quá vậy. Làm một người tốt như tôi cũng khó đâu, đơn giản quá vậy. À, nhưng mà thật sự cảnh tay nó bảo là tôi là một thằng xấu. Lên cái câu chuyện làm anh nó đang ngon lành đi moi móc ra bây giờ không làm anh được. À, anh cũng cay lắm đấy, cũng cay lắm. Nhất là em nái Bình Dương, trời ơi cứ nghĩ rằng bây giờ tìm được cảnh tê là ngoan ăn rồi. À, cuối cùng mấy ngày vừa qua rồi thật sự cảnh tê cũng đá quả lơ luôn, cay lắm đúng không nái?